Video đầu xuân thì là một cái video ở trong chuyên mục cực kỳ ít người xem, đó chính là chuyên mục nguyên liệu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua về thuốc lá, xem nó ở ngoài đời sống hàng ngày và ở trong nước hoa có gì thú vị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về nguồn gốc của thuốc lá. Thuốc lá mọc hoang dại đã được tìm thấy cách đây hơn 4.000 năm ở vùng Trung và Nam Mỹ. Nhưng người mang thuốc lá đến với thế giới thì phải nói tới nhà thám hiểm Columbus khi ông đã tìm ra châu Mỹ. Và trong một lần thì ông đã nhìn thấy người dân ở đây vừa nhảy vừa hút một loại lá được cuốn, và người ta gọi cái loại lá này là tobaccos. Sau đó nhờ những con đường hàng hải thì thuốc lá được biết tới, sử dụng và trồng trọt nhiều hơn, và nó được phổ biến rộng rãi ở những đất nước như là Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, vân vân. Và sau này đây đều là những đất nước có cái ngành công nghiệp thuốc lá rất phát triển. Trước khi được coi là một ngành công nghiệp thì ở thế kỷ thứ 18, người dân đã kịch liệt phản đối về cái tác hại mà thuốc lá mang tới cho sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng phải nói tới lợi nhuận mà ngành công nghiệp mùi hương này mang tới thì thuốc lá có lợi nhuận cực kỳ kinh khủng, và cũng rất nhanh chóng trong tầm thế kỷ thứ 18 và 19 thì nó dần dần trở thành ngành công nghiệp của nhiều nước tư bản khác nhau. Và tất nhiên khi thuốc lá dần dần trở nên phổ biến, nó đã len lỏi vào trong túi quần của đàn ông, và nó cũng xuất hiện ở trong rất nhiều những quảng cáo, những phim ảnh, những tạp chí, những bài báo. Thậm chí rằng nó còn là một triết lý sống của những người đàn ông, là một trong những hình ảnh đại diện cho đàn ông. Và trong ngành công nghiệp mùi hương thì cái việc nắm bắt trend của thị trường, của xã hội cũng rất quan trọng. Và chúng ta cũng có thể thấy cho đến thời điểm hiện tại cũng đã có rất nhiều những sáng tạo thuốc lá khác nhau được ra đời. Có thể nói rằng gần như nhà hương nào cũng đã sở hữu cho mình ít nhất là một mùi mang chủ đạo là thuốc lá. Nhưng phải quay trở lại cách đây khoảng tầm hơn 100 năm, đã có hai sáng tạo mang tính lịch sử trong ngành công nghiệp mùi hương. Đó chính là Tobacco Blonde của nhà Cargon, được ra mắt vào năm 1919, và chai nước hoa Habanita của Molilat được ra mắt vào năm 1921, cũng được ra mắt để phản ánh về cuộc sống của những cô gái flapper. Cụm từ flapper được ra đời nhằm chỉ những cô gái có mái tóc uốn xoăn, mặc những chiếc váy ngắn đến đầu gối, trang điểm đậm, hút thuốc, uống rượu, có một cái lối sống khá là phóng khoáng và đi ngược với những tiêu chuẩn đạo đức vào thời điểm đó. Và đây cũng là một trong những hình ảnh dành cho những người phụ nữ hướng tới cái phong cách tự do. Và đương nhiên rằng hai sáng tạo này ra mắt thời điểm đó thì nó rất được ưa chuộng. Nhưng có một điều rất đặc biệt, đó là hai sáng tạo này đều không sử dụng nguyên liệu thuốc lá thô, mà sẽ là combo giữa amber, gỗ, gia vị cùng với gia thuộc. Nói về thuốc lá thì chúng ta phải nói về nicotine. Nhưng có một câu chuyện ở đây khá hay, đó là nhà ngoại giao Pháp Jean Nicot là người đã tặng thuốc lá cho nữ hoàng Pháp để trị cái chứng đau nửa đầu. Sau này thì bà vinh danh ông và đặt cái chất gây nghiện được tìm ra ở trong thuốc lá là theo tên ông, và đặt tên là nicotine. Nhưng các bạn yên tâm rằng ở trong thuốc lá, mặc dù kể cả có trong nguyên liệu thô, thì nó cũng không hề có nicotine để có thể gây nghiện cho bạn. Vì thế thì nicotine chỉ tồn tại nếu như các bạn sử dụng ở trong cái việc hút thôi, còn riêng việc ngửi thì không cần phải lo lắng quá nhiều nha. Ở trong nước hoa, Tobacco Absolute là một khối rắn sẫm màu có mùi rất khó chịu. Nó không giống như những mùi thuốc lá mà chúng ta ngửi ngoài đời sống hàng ngày. Và khi sử dụng ấy thì người ta khuyến khích rằng làm sao để có thể giảm được cái độ đậm đặc nhất có thể. Và khi này thì Tobacco Absolute sẽ có mùi thuốc lá theo hơi hướng xì gà, một chút trái cây, thảo mộc, một chút gỗ, một chút gia thuộc và khá là nhiều những cái mùi hương khác. Thêm một cái điều nữa, đó là màu sắc của Tobacco Absolute nó rất đậm, và khi sử dụng lên áo trắng thì nó sẽ gây ố. Đây là cái điều mà các bạn cần cân nhắc. Ngày nay nhờ sự sáng tạo của các perfumer cũng như là sự phát triển của khoa học thì thuốc lá được mix dưới rất nhiều kiểu khác nhau. Chúng ta có thể dễ dàng thấy những sáng tạo về thuốc lá gia vị, hay là thuốc lá cùng với vanilla, thuốc lá cùng với hoa, thuốc lá cùng với nhóm hương phương Đông rất là nồng nàn. Và một vài cái tên thuốc lá mà các bạn có thể dễ dàng tham khảo để có thể tìm thấy ở trên thị trường.
Số 1 thì chắc chắn là DNG R1 phiên bản EDP hay là EDT. Tiếp tới thì các bạn có thể tìm đến Cigar Rum của J&G này, Victor & Rupp Spy Bomb Tobacco Vanille của Tom Ford, Herod của Perfume de Merlot, Nasot của nhà Sherjob, rồi Tabac Tabu, rồi Tabac Blanc, rồi Tabarum của nhà Quýt. Ôi, có rất nhiều sáng tạo thuốc lá mà các bạn có thể thử qua, dễ dàng tìm kiếm trên thị trường. Không biết là các bạn có những mùi hương thuốc lá nào rồi, cùng chia sẻ phía dưới nhá.